là bán mười mấy hai chục năm rồi, bây giờ mà dì ba bán nó quen rồi, có như thế nào đi nữa dì ba cũng vẫn bán như ở vậy như đó ở đó chứ không bao giờ dì ba đi. Nếu mà đóng thế còn chuyện này tiền kia từng nọ nữa, làm sao dì ba chịu nổi? Trời đất quỷ ơi, mà dù có không đóng thế dì ba cũng không đi. Người ta gửi giấy mời cho dì ba nhận lúc nào? Thì hồi giữa trưa nè, lúc đó một ba gì rưỡi á, giấy mời một gì rưỡi, một gì rưỡi giấy mời á, giấy mời là lúc nào? Giấy mời hôm qua, hôm qua bữa nay mới đi họp. Đi họp xong rồi dì ba nhận rồi lên họ có nói gì khó khăn với dì ba không? Khó khăn không có đâu. Mà vô đó người ta nói gì dì ba, cái người ta hướng dẫn dì ba về trên an toàn thực phẩm đúng không? Nói vậy nè, nếu có bán á là mình phải đừng có xài bịch ni lông, mà đừng có xài thùng hay cái gì, còn xài cái xốp á, rồi còn thùng thì không được cột vậy nữa, nó cột vậy sợ mất vệ sinh. Rồi muốn xài gì làm phải mua dây lát, trời ơi dây lát cũng còn dây dây lát dột như còn đồ mới tét. Dây lát gì trời ơi, nó không được đâu. Nhưng mà lên nó học bao lâu về vậy anh? Thì có lúc đó có con 10 đi nữa đó, chứ còn dì ba không có nói gì hết. Dì ba chỉ nói á, nghe nó nói giờ dì ba ừ thôi. Rồi có cái thằng công an mà nó ưa lại nhậu với tụi nó đó, nó lên nó tình cờ nó gặp dì ba, cái nó chào hỏi dì ba vậy đó. Giờ nó nói nó hỏi bán được không, ở chỗ đó làm sao sao. Giờ ngồi ở đó thằng ấy có lấy tiền dì ba nhiều, dì ba nó không có, nó không lấy nhiều, cũng như dì ba muốn cho nó nhiêu qua là cho để cho cháu nó mua sữa cho cháu nó bú. Chứ còn dì ba thì không phải là cho tiền, trả tiền công tiền bằng đó, dì ba nói vậy đó. Mà cái nội dung đó là dì ba thấy nhớ nhất là cái gì? Nội dung mà chiều nay đi học về sinh hoạt thực phẩm nè. Dì lát dì chuối cột con cua bằng dì lát. Dây lát cái mày đó, cột đồ nó tét. Trời ơi trời, người ta cột thun hồi nào giờ. Rồi ngoài ra người ta còn không mấy á, khỏi cột thun mình nó toàn tay cái cẳng vậy nè. Nó cũng có đẹp. Rồi ngoài ra nó có nói gì ba là ví dụ như là cách mặt đất bao nhiêu để cua cách mặt đất bao nhiêu không? Nó còn nói vậy nè. Nó kêu gì ba phải mua một cái thùng kiến, tức là cái bàn inox á, đặng để cái thùng kiến lên rồi để chất cua vô cho nó có vệ sinh. Nếu mà chắc vậy làm sao mà người ta ngồi, người ta ghi sổ, người ta làm sao mà là thâu tiền sao? Cái tụi nó phụ. Nhưng mà kêu gì áp dụng khi nào? Khi nào người ta áp dụng ở đó? Người ta có nói vậy không? Thì nó cũng như là bây giờ cho tới ngày mấy đó. Nói chung là thời gian ngắn hay thời gian dài? Ngắn. Là bắt buộc người ta phải làm theo. Có nói trường hợp không làm theo có xử phạt gì không người ta? Nếu mà nó phạt là... Nếu mà dì ba vẫn làm như mình như cũ thì có phạt dì ba không? Người ta có nói những biện pháp phạt là phạt cho dì ba biết không? Thì nó nói mình vậy thôi chứ nó không nói cái gì phạt hết á. Nó kêu mình... Ý là khoảng thời gian nào bắt đầu phải làm ấy? Ý là có nói ngày nào mà... nào thực hiện á? Từ mấy tay ra biết rồi, nãy trời ơi nó quên cơ. Cái máu là chừng nào thực hiện theo cái vệ sinh môi trường của nó yêu cầu ban ra cho mình để mình thực hiện. Thì nhưng mà không nhớ ngày. Không nhớ ngày rồi sao biết, nó hộ nó. Con Thị biết chứ ai biết. Rồi chị Thủy là dắt chị ba vô á. Thủy. 10 á. Đi lấy chị mua dây lát làm, trời ơi. Dạ, cái này chắc mần cột cho tới không chắc tới 4 giờ chiều cũng chưa xong. Đem ra bán cho Hà Bá. Buổi họp trong vòng bao lâu vậy bạn? Họp cũng hồ 1 giờ. Họp cho tới 2 giờ mấy, 2 giờ mấy. 2 giờ mấy, 3 giờ, 2 giờ mấy. Nhanh mà. Là vô người ta nói về, nói chung là hướng dẫn gì ba làm sao để cho cái cách bán cua nó được vệ sinh hơn. Ừ. Rồi người ta nói như vậy cơ mà, chứ không có gì hết. Chứ đâu còn vấn đề mà nói bán ít nhiều cái đó không thành vấn đề. Nếu là người ta không nghĩ tới cái chuyện đó, chuyện của dì ba nhiều ít hơn sao dì ba không nghĩ tới. Đúng rồi. Mà biểu dì ba đó cũng như thí dụ như giờ mình cũng phải giữ cái giấy mà giấy mình mua đó với nợ với để dành đặng mà mình coi sao nữa, sau này có trình diện trong đó đó người ta hỏi á, mình đưa ra mà người ta có lẽ làm á, người ta có cũng như đóng thế cho mình không vài trăm thôi chứ không có nhiều.
nó cũng đòi đánh thuế gì ba hả? Không, nó nói vậy chứ chưa đâu. Tương lai, ý là nó tương lai sẽ đánh thuế. Nó cũng như thí dụ vậy đó. Ý là giờ bây giờ dì ba muốn làm cách cũ của dì ba thường ngày, hay là mình ngày nay mai, nói chung ngày mai mình sẽ làm theo hướng người ta hướng dẫn cho dì ba. Dì ba thích cách nào? Theo dì ba, nếu mà dì ba làm theo gì chắc không được quá. Mua gì lá mà cột quá chắc không được. Tại vì á, bằng cái đó nó mày biết á, cột biết bao nhiêu lâu, còn tỉ mỉ từ chút nữa. Còn thùng á, thì cái thùng nữa này người ta không cho, người ta nói không được. Đó, nó bị được bỏ cho mình đi lông. Chứ xe đi bỏ đâu? Bỏ vô trong cái thùng bằng inox. Vô cái thùng inox, có bài lớn vậy sao bỏ vô cái đống nguyên nằm máy. Lấy cái thùng đó đã đem đi. Cái nhưng thùng mà... đó đâu phải đi lông đâu. Giờ không cho bỏ vô bịch ni lông nữa. Không cho bỏ vô bịch ni lông. Bỏ vô bịch nào được trời. Chứ bỏ vô lông. Quên bỏ bây giờ mình nó nói vậy, bây giờ mình không biết cái gì, giờ mình lấy cái này, cái đồ đường cua đó. Thì mình lấy cái đó cục cái mà làm là ví dụ khách mua về mình vẫn phải bỏ bịch cho người ta mà, đúng không? Thì đúng rồi, mà nó nói dặn như vậy gì ba. Vậy đi rồi là sao? Khó rồi ta. Nhưng mà dì ba chiều giờ từ lớp học xong giờ sao thấy dì ba buồn buồn vậy? Thì dì ba đang suy nghĩ giàu quá không biết sao. Rầu quá. Biểu đừng có lấy biểu không cho cột thun hiện giờ cột gì cột chỉ lát sao cột trời ơi thôi nó nói vậy tao nói thôi không biết nói mà nãy giờ người ta ở trên mạng ở trên người ta đánh điện cho dì ba tao nói tao khuyên dì ba đừng có chịu nghe đừng có đi đâu hết nha bán ở đó vẫn ở đó không có đi đâu dì ba bán đâu có bao nhiêu cua đâu mà phải làm vậy chừng có một tiếng tới mấy đồng hồ này xong rồi nhưng mà cái vấn đề là đòi đánh thuế dì ba không thấy sao kỳ kỳ sao không mà nói vậy chứ không có đâu chừng năm bán nhiều kìa thì giờ biết sao không tại vì cái đợt vừa rồi á thì ba nổi tiếng á thì ba bán cua nhiều hơn một xíu cho số lượng trước kia nhưng mà người ta cứ tưởng đó là lời nhiều chứ trời ơi phải được vậy đỡ à thôi ừ. Cái chuyện đó khổ mà lo lắng lắm đúng không lo chứ lo lắng không gì ba lo lắng không? Lo nhiều khuôn mặt là thấy lo đó mà giờ dì ba nghĩ là bây giờ dì ba phải nói là người ta khuyên dì ba không có mướn mặt bằng không có đi đâu hết bằng nó tiền đâu trả bán có bao nhiêu đâu mà mặt bằng dì ba nói là từ xưa tới nay dì ba bán ở đây cũng mười mấy hai chục năm rồi ha bán ở đâu rồi mới về đó là bán mười mấy hai chục năm rồi bây giờ mà dì ba bán nó quen rồi có như thế nào đi nữa dì ba cũng vẫn bán ở vậy như đó ở đó chứ không bao giờ dì ba đi nếu mà đóng thế còn chuyện này tiền kia từng nọ nữa làm sao dì ba chịu nổi trời đất quỷ ơi mà dù có không đóng thế dì ba cũng không đi con thấy giờ bán hết rồi bán mấy chục ký hai ba chục ký chứ mấy chung cũng lo lắng hả dì ba hả hay là dì ba trở lại bán con cua bình thường như bình thường không có đi đâu hết á ý là trở lại bán mâm một cái mâm cua thôi bình thường như trước kia thôi hay cũng như bây giờ bán cua cũng như là bình thường mấy cái ngày nay của mình bán vậy á cũng mấy chục vậy thôi nhưng mà sợ ba bán như không đúng theo vệ sinh thực phẩm của cái phường chỗ địa phương cái đó là mình sợ là sợ vậy người ta phạt tới phạt ba đó chán quá bước quá không thèm cột luôn không cột gãy chân càm rồi sao gom vô hả không có cột rồi mình sắp lại không có hồi đó á vì ba bán gì ba cò bà vì ba sắp lợt cũng có cột nữa mà để con cua nó còn nguyên vậy nè cho mình chất vậy đó mà khi nó chín rồi á cái con cua nó cũng dính luôn dính luôn nó không có toàn ten chừng nào mà con kéo cái càng ra nó mới toàn ten cái càng còn nếu con không kéo thì nó sẽ sắp vạt luôn ngày xưa vì ba hấp vậy đó nhưng mà làm như vậy nó mất công thêm một xíu cái đó là còn dễ hơn cái cột nữa mà nếu cột quá thì nó chắc hơn cột thì nó không hơn. Có cái gì hết di chuyển nó dễ hơn còn cái này á mình cầm mình phải cầm đỡ nó lên cho đàng hoàng để ngày mai dì ba làm thử cho coi nhưng mà cái hướng dì ba mà có cái sợ là sợ mình đem mà cua mà thấy mình bóc mạnh nó thì nó giãn xương cốt nó làm thòng lại cái càng
Còn để nguyên con thì từ từ mình ẩm lên mà mình sắp á thì nó không có sao hết. Nhưng mà ngoài dây đó ví dụ... mai đây dì ba định tính như thế nào sau khi bữa họp này, tính sao thì bây giờ á, ngày mai mình cũng vẫn lấy cái thùng đựng cua, cái thùng đó đó, thùng muốt á, mình đựng thì mình cũng đem ra mình chất đà như trên mâm, giờ mình bưng ra quải, rồi có cái thùng kiến á mình chất vô đó, nếu mà chất vô vậy á, thì được rồi, mà ta lỡ ta mua làm sao mình lựa. Tính để cái mâm mà mình á mới là bán á, trên mâm á thì mình cầm từ con được. Lo lắng là về vấn đề chủ chốt là vấn đề mà cột cua đúng không gì ba? Cột cua bây giờ có cột cũng được, không cho cột dây thun. Nếu mình cột dây kém hay là dây chỉ gì được không ta? Mấy cái sợi chỉ thôi thì đáng ngày mai gì ba tính. Không mà dì ba cũng nói nè, là lúc đó là chỉ mình dì ba nên họp hay là còn những cái hộ mà kinh doanh thức ăn có hơi không có ai à. Mình dì ba có dì ba và một đám người đi sổ tính á, nói qua đó với là con có bà mười đó, có mười dạ trời ơi sao nó khắp nập gì đâu mà khổ quá trời tùm lum hết trơn cậu. Chuyện này chưa xong có tới chuyện kia. Dạ. Rồi chuyện kia đã có tới chuyện nọ. Dạ. Dạ. Đã hết rồi xong. Giờ sau này dì ba bán một 8 kg hay là 10 kg vậy là đủ rồi, đủ ăn. Chứ không có phải là dì ba làm già làm cối vậy đó. Không, có đứa cháu. Có đứa cháu mình không có chịu làm đâu. Nó nợ nợ chứ. Nó đây nè. À. Nè nè nè.